20 khách vui vẻ cùng hai nữ tiếp viên khỏa thân giữa đại dịch. Ủy ban nhân dân phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính không đeo khẩu trang với 9 người. Riêng các trường hợp khác vẫn chưa lên làm việc. Hiện chủ quán karaoke Thu Hằng đang bỏ trốn. Trưa ngày 23 tháng 6, ông Bùi Quang Minh, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Phong cho biết, quản lý quán karaoke và những người tụ tập vui vẻ cùng hai nữ tiếp viên khỏa thân tại quán karaoke Thu Hằng lên làm việc. Tuy nhiên, chỉ có quản lý quán và 9 người khác tới phường. Bước đầu, Ủy ban nhân dân phường đã lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt 9 người về vi phạm hành chính không đeo khẩu trang nơi công cộng, mức phạt 2 triệu đồng trên một người. Về hành vi tụ tập quá 10 người tại nơi công cộng, phường đã lập biên bản nhưng chủ quán bỏ trốn, không hợp tác nên chưa thể ra quyết định xử phạt. Về hướng xử lý trường hợp chủ quán bỏ trốn, phường sẽ xác định ai là chủ đất quán karaoke trên, sau đó mời người này lên làm việc. Ủy ban nhân dân phường sẽ ra quyết định xử lý khi chủ quán karaoke tiếp tục không hợp tác. Về các hành vi khác của chủ quán như để tiếp viên thoát y nhảy múa trong quán karaoke thuộc thẩm quyền xử lý của Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, phường đang củng cố hồ sơ để gửi lên Ủy ban nhân dân thành phố xử lý. Trước đó, gần 23 giờ đêm ngày 19 tháng 6, các đội nghiệp vụ công an thành phố Biên Hòa phối hợp cùng công an phường Tân Phong ập vào kiểm tra hành chính quán karaoke Thu Hằng. Tại đây, công an phát hiện cơ sở đang tấp nập với khoảng 20 khách và nhân viên đang hát karaoke. Đặc biệt, tại một phòng hát có hai nhân viên nữ thoát y không mảnh vải che thân để phục vụ nhảy múa và hát với khách. Các nhân viên thoát y khỏa thân khai nhận đã thỏa thuận với chủ cơ sở để thực hiện hành vi nhảy múa thoát y với khách nam với mục đích thu hút khách và được nhận khoản tiền bo từ khách. Để đối phó với lực lượng chức năng, chủ cơ sở cho tắt đèn và khóa cửa sau khi đón khách vào bên trong và bố trí người canh gác rất cẩn thận, sẵn sàng báo động khi phát hiện lực lượng chức năng kiểm tra để người bên trong tẩu thoát. Trong lúc cả nước nói chung, tỉnh Đồng Nai nói riêng đang căng mình chống dịch Covid-19, thì hành vi của chủ quán cùng nhóm khách này phải bị xử lý nghiêm khắc. Hành vi của nhóm người này quả thật là xem thường pháp luật, xem thường lợi ích cộng đồng và xã hội. Việc tụ tập sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro và nếu không may, trong nhóm này có người mắc Covid-19 thì hậu quả thật khó lường. Cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp xử phạt ở mức cao nhất đối với những hành vi này nhằm răn đe chung cho toàn xã hội.